ចឹងវីដេអូចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងនឹង noun class របស់ឲ្យ dependent class. តើតើ noun class គឺជាអ្វីហើយមានអ្វីខ្លះ? Okay, យើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នា. ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះគឺយើងមាន 3 ចំណុចសំខាន់. ទី 1 តើអ្វីទៅគឺជា noun class? ទី 2 ទីតាំងរបស់ noun class ហើយនឹង ទី 3 យើងប្រើ that នៅក្នុង noun នៅក្នុង noun class. ឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី 1. តើ noun class គឺជាអ្វី? What is a noun class? ចឹងថា noun class គឺជា dependent class ពីយកមិនឯករាជ្យ ហើយវា មុខងាររបស់វាគឺ ស្មើនឹង noun ស្មើនឹង noun នេះ function របស់វា ឬក៏ មុខងាររបស់វាគឺ ស្មើនឹង noun ហើយ noun class ហ្នឹងគឺវា ចាប់ដើម ជាមួយនឹង ពាក្យ សំនួរ wh ចឹង ពាក្យ សំនួរ wh គឺ មាន ដូចជា what when where ហើយ when where how why អីចឹង how ចឹងមក hay that hay whether hay if យើងចាប់ដើមជាមួយនឹង 4 ហ្នឹងអីគេ ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍របស់យើង ឧទាហរណ៍ទី 1 he said that he knew me ចាំ that he knew me ហ្នឹងគឺជា noun គឺជា noun class ហើយចាប់ដើមជាមួយនឹងពាក្យ that អីគេ ចំណុចទី 2 what you want is in the bag ចឹងតាម what you want នេះគឺជា noun class ហើយចាប់ដើមជាមួយនឹង wh question word នេះ. ទី 3 I don't know if my sister is at home. ចឹងតាម if my sister is at home គឺជា noun class ហើយវាចាប់តាមជាមួយនឹង if ណា ហើយចុងក្រោយ I wonder whether she has passed the exam or not. ណា ចឹងតាម ពី wonder នឹង មក រហូត ដល់ not ហ្នឹងគឺជា noun class ហើយវាចាប់ដើមដោយពាក្យ whether ណា. Okay, ឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី 2 គឺតាក់ទងនឹង position របស់ noun class វិញ ម្ដង. អញ្ចឹង ទី 1 យើងអាចប្រើបានជា subject of verb. Subject of verb. ឧទាហរណ៍ what she is doing seems very typical. អញ្ចឹង ធ្វើ មានថា អ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ វា ហាក់ ដូចជា មើលទៅ ពិបាក មែនទែន. អញ្ចឹង ធ្វើ what is she doing គឺជា អីគេ? គឺជា noun class. ហើយវាដើរតួជា subject of the verb seems ហើយវាចាប់តាមជាមួយនឹងពាក្យ wh question word what ទី 2 វាអាចជា object of verb ឧទាហរណ៍ I want to know where she lives អញ្ចឹង where the where she lives គឺជា noun class ហើយវាចាប់ផ្ដើម ជាមួយនឹងពាក្យ wh ដែរ where ហើយ វាគឺជា object របស់ verb know នេះ object verb know ហើយ ទី 3 តទៅនឹង object of preposition object ដែរ preposition ចឹង ឧទាហរណ៍ he is waiting for what he wants ចឹង ធ្វើ what he wants គឺជា noun class ហើយវាចាប់ផ្ដើមជាមួយ wh ដែរ ហើយវាទាំងអស់ហ្នឹង វាជា object របស់ preposition for thing for waiting for what he want ទី 4 តើតង compliment ឬក៏ subject compliment ឧទាហរណ៍ it seems that it is impossible ចឹងមានថា we have ដូចជា មើលទៅ វា មិនអាច ទៅ រួច ទេ ចឹង ធ្វើ that it is impossible គឺជា noun គឺជា noun class ហើយ វា ជា subject compliment របស់ it នេះ subject compliment របស់ it ហើយ វា ចាប់ ដើម ជាមួយ that ពាក្យ that ហើយចំណុចចុងក្រោយតើតទៅនឹង positive positive មានន័យថា ការ give more information about the noun ណាណា ផ្ដល់ ព័ត៌មានបន្ថែម អូខេ ឧទាហរណ៍ the rumor that Dara is a lady killer is true ចឹង ធ្វើ that Dara is a lady killer នេះ គឺជា noun class ហើយ វា បញ្ជាក់ន័យ ឲ្យ គេ បន្ថែម ន័យ ឲ្យ the subject in the rumor នេះ ពាក្យ ចាំ រាម នេះ ហើយ វា ចាប់ ដើម ជាមួយ នឹង that អញ្ចឹង ចំណុច ទី 2 គឺ តាក់ទង positions ចឹង យើង មាន 5 ចំណុច ហ្នឹង វា អាច ប្រើ បាន ជា subject of the verb
object of the verb, object of preposition chỉ cần sau khi complement hay nâng appositive nó bắt đầu form mình bằng time từ lời subject này nhé. Ở đây chúng ta đọc that mà đọc that là trong non class nhé. Chúng ta A omission of that in non class nhé. Chúng that này chúng ai lục bán là trong non class. Lấy một tiêu hợp vào dưỡng I know rồi có I know that he will return soon nhé. Chúng ta nói dưỡng ở phần that của bán mình pra that của bán nhé. I know that he will return soon. Chúng ta đang theo quát nâng từ lọc máu chắc chắn nâng. Thì tí biết John says that nhé. Chúng ta dưỡng ở đặt that của bán, đặt that của bán nhé. Coffee grow in Brazil nhé. Chúng ta còn dạy tháng cà phê nó cứ vì đam được gọi đoàn được nóng và thật rẻ rồi xì đó anh ấy đã tốn cả lục đẹp có năng nào là dường lấy dương mơ tì bì dương mơ bì that cannot be omitted in three functions dương thật đến cứ mình ai lục bàn thế nó gặp ở nó bây cho nó còn khó nè tì mùi introduction subject dương thật ta can hay chia sắp chia 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 bọt can anon môn tập bốn á đã chấp đam môn tập bốn á chân dương ai lúc đẹp ba này cho thì họ that coffee grows in Brazil is not true nhé chân introduction sắp chia can hay sắp chia chia phần môn tập bốn chân dương mình ai lúc ba này chúng ta phải đẹp không mọi người chân vì that coffee grows in Brazil nó cứ chia sắp chia nhé is not true. Đại dịch bởi kết bị function đó nè. Kết bị position chứ chân tí tí mày nhé. Hay tí tí đã tương là positive. A positive mình kết ra cái bình thay bộ mình thay mà. Thì họ the news that he was killer is not true. Nghe. Chân tâm là that he was not true cứ chìa cái chân nào khó hay vía bình chân này order the news for the man nè. For the man. Hay chúng ta tiếp bấy nó cứ tựa tương nâng form dân chúng mình it plus is recover plus adjective plus that nghe chúng ta tiếp hóa it is true that the earth moves around the sun nghe chẳng ta khi dân mình hình it bố chúng mỗi thuộc bí bố chúng mỗi adjective hay bố chúng mỗi that nó cứ that nó khi dùng ai lột ba này chúng ta tập trại nhé chẳng ta cao bất cứ tháng hai ơi phan đấy cứ vía vơ chung vinh pre á tịch nhé chẳng hạn chỉ là tha function hoặc bày hay three function nó cứ dương mình át lục bàn tế chung mùi nặng đẹp nhé một nặng náo nằm khó nhé cứ dương miên bà nặng ok anh chẳng ở mê riêng chứ cứ miên tài bà nặng tạc tương nâng ở nằm khó tạc tương nâng ở vay tới là thằng nằm khó hay position of noun class dương miền pram nhé hay đẹp nó dương ai lục bán hay mình lục bán nhé hay nhằm xin khăn thành ập nó dương nâu mê riêng tại tương noun class mình nhé thì bà xin dương miền trong ngó rồi có mình cho bà khả lại ngó dương ai mưu biết ơn là mình bán rồi có ai comment xuống trong các bạn này ok, ạ con đọc rất xin bà cả tu xin nào video mùi nhé hay bà xin chỉ cho chút không phải chú subscribe nâng ai mẹ ai mẹ nạ mùi phóng chúc nì nâu mê riêng cao tiền.